Hello chào các bạn nha, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì tình hình là có khá nhiều bạn nhắn tin, bình luận thắc mắc với tôi rằng là tại sao thấy kênh người ta có mụn trắng trù, video danh sách phát kênh, cuộc thảo luận, giới thiệu vân vân, tức là như thế này. Hay một số kênh là có tab cộng đồng như kênh của tôi ở đây, thay vì cuộc thảo luận như nhiều kênh khác. Nhưng kênh của họ lại không có, nó chỉ như thế này. Đó, chỉ có mỗi trang chủ như vậy thôi, không có các tab như video, danh sách phát, rồi thì kênh các kiểu. Đó là do các bạn chưa thực hiện tùy chỉnh kênh thôi. Rồi, sau đây tôi sẽ dẫn các bạn cách tùy chỉnh kênh để làm cho nó hiện nhé. Cực kỳ đơn giản luôn, các bạn chỉ cần vào tùy chỉnh kênh cái là có luôn. Tuy nhiên thì tính năng này nó lại chưa hỗ trợ trên điện thoại di động. Cho nên là nếu sử dụng điện thoại di động thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập YouTube qua trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc. Rồi chuyển giao diện sang máy tính thì mình có thể làm nhé. Chứ các bạn không thể làm trên ứng dụng YouTube được đâu. Rồi, nếu như chưa có trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc thì các bạn có thể lên CH Play hoặc là App Store để tìm cài đặt lên điện thoại nhé. Rồi, các bạn hãy mở trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc ra. Ở đây tôi sẽ sử dụng trình duyệt Chrome các bạn nhé. Đó, lúc này các bạn hãy truy cập vào youtube.com. Rồi, các bạn thực hiện đăng nhập vào kênh của các bạn nhé. Rồi, Bắp Vlog đây, đây là một kênh của tôi chưa có các mục đó. Đây tôi sẽ cho các bạn xem nhé, kênh của bạn. À, ở đây thì vẫn có nhưng mà ở trên ứng dụng với lại trên máy tính chưa có các bạn. Ở trên phiên bản máy tính chưa có các bạn. Đây. Đó các bạn nhá. Ở đây chưa có nhá. Với lại ở trên máy tính cũng chưa có đây các bạn nhá, load lại trang không có luôn. Đó. Vậy thì làm thế nào để mà tùy chỉnh kênh để cho nó hiện thì các bạn sẽ cần phải chuyển giao diện sang máy tính để bàn, sau đó mới có thể làm nhé. Để chuyển khá là đơn giản thôi, các bạn quay trở lại trang chủ của YouTube. Lúc này các bạn hãy nhấn vào hình ảnh avatar của các bạn ở góc phải phía trên màn hình. Rồi các bạn hãy nhấn chọn vào máy tính để bàn. Nó mở app ra như thế này, các bạn hãy thoát app đi. Đây, nó mở app ra nhé. Các bạn thực hiện vào lại Chrome. Đây, các bạn thực hiện vào lại Chrome nhé. Rồi các bạn thực hiện nhập lại địa chỉ, truy cập lại youtube.com nhé. Đây các bạn nhé, đã chuyển sang giao diện dành cho máy tính để bàn. Đây, chúng tôi đã chuyển hướng bạn tới trang web dành cho máy tính để bàn, quay lại YouTube dành cho thiết bị di động. Trong trường hợp mà các bạn làm xong, các bạn muốn quay lại phiên bản dành cho điện thoại di động thì các bạn nhấn vào chỗ YouTube dành cho thiết bị di động ở đây. Tuy nhiên thì hiện tại có thể là chưa hoàn toàn chuyển sang giao diện máy tính và chưa chắc đã tùy chỉnh kênh được đâu. Các bạn hãy kiểm tra cho tôi một bước như sau. Các bạn tiếp tục nhấn vào hình ảnh avatar của bạn nhé. Để kiểm tra xem đã hiện ra chỗ kênh của bạn với lại chỗ YouTube Studio hay chưa nhé. Nếu mà có thì các bạn bỏ qua bước tiếp theo này. Còn trường hợp mà không có như thế này thì các bạn tiếp tục làm thêm một bước nữa để chuyển giao diện sang hoàn toàn của máy tính nhé. Rất đơn giản thôi. Lần này các bạn hãy nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc phải phía trên màn hình. Đây là đối với điện thoại Android, còn iPhone thì nó ở phía dưới màn hình các bạn nhé. Rồi các bạn hãy nhấn vào đó. Rồi các bạn chọn vào trang web cho máy tính ở đây. Rồi lúc này thì mới chính thức hoàn toàn chuyển sang giao diện cho máy tính để bàn, tương tự như ở trên máy tính luôn. Các bạn có thể thực hiện mọi chức năng như ở trên máy tính nhé. Và để tùy chỉnh kênh các bạn làm như sau. Các bạn tiếp tục nhấn vào ảnh avatar thôi. Tôi sẽ tiếp tục phóng to màn hình lại. Đó, các bạn nhấn vào ảnh avatar của bạn ở góc phải phía trên màn hình. Rồi, lần này đã hiện ra tùy chọn kênh của bạn, YouTube Studio, dịch vụ trả phí các kiểu đấy các bạn nhé. Lúc này có nghĩa là các bạn đã hoàn toàn chuyển sang giao diện máy tính để bàn rồi. Các bạn có thể tiến hành tùy chỉnh kênh. Các bạn làm như sau, các bạn vào kênh của bạn nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy ngay nút tùy chỉnh kênh đây nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào tùy chỉnh kênh. Đó. Lúc này các bạn chỉ cần nhấn như thế này xong thôi, các bạn không cần làm gì cả. Thì lúc này các bạn đi kiểm tra, chỉ cần nhấn hoàn tất thôi, các bạn không cần làm gì cả. Thì các bạn đi kiểm tra đi, đã có các tùy chọn trang chủ các kiểu rồi. Đây các bạn nhé, đó. Rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần nhấn vào tùy chỉnh kênh phát, không cần phải làm gì. Thì các mục trang chủ, video, danh sách phát, kênh, giới thiệu đã hiện ra ở đây rồi. Cực kỳ là đơn giản luôn, đó nó là như vậy. Đây, tôi sẽ kiểm tra trên máy tính cho các bạn xem nhé. Tải lại trang đi. Đó các bạn, phần trang chủ video danh sách phát kênh đã xuất hiện rồi. Cực kỳ là đơn giản luôn.
Nói chung là khi kênh của bạn đã tạo ấy, mà các bạn không nhấn vào tùy chỉnh kênh thì những mục này nó bị ẩn đi, không xuất hiện. Và các bạn chỉ cần nhấn vào tùy chỉnh kênh cái là những mục này đã xuất hiện ngay. Đây là đối với việc làm trên điện thoại di động, trường hợp mà các bạn sử dụng máy tính để bàn thì càng đơn giản. Ví dụ tôi sẽ tạo một kênh khác, một kênh mới để cho các bạn xem qua trên máy tính nó làm như thế nào nhé. Tôi sẽ tạo một kênh mới đi. Kênh mới thì chắc chắn là luôn luôn nó sẽ không hiện mục đó. Tôi sẽ tạo một kênh tên là Sơn Gym Demo đi. Rồi, tạo. Đó các bạn nhé, kênh này là tôi mới tạo xong và nó chưa có các mục. À, trang chủ thì nó luôn có rồi, chỉ là không có các phần như video, danh sách phát, kênh, cuộc thảo luận, giới thiệu gì đó, nó sẽ không có. Ở trên máy tính thì rất đơn giản thôi, ví dụ tôi quay trở lại trang chủ YouTube nhé. Bởi vì ở trên điện thoại chúng ta sẽ cần làm thêm một bước, đó chính là cần phải chuyển giao diện sang của máy tính. Còn ở trên máy tính thì luôn là giao diện của máy tính rồi, cho nên các bạn không cần làm bước đó. Mà các bạn chỉ cần nhấn ngay vào hình ảnh avatar của các bạn, sau đó các bạn vào kênh của bạn, rồi nhấn tùy chỉnh kênh. Xong, có ngay, các bạn quay trở lại kiểm tra thành quả. Đây, đó, cực kỳ là đơn giản luôn. Thế nhưng mà nhiều bạn mới làm YouTube không biết điều này đâu. Rồi, như các bạn vừa thấy thì khi mà kênh của bạn không có các mục như video, danh sách phát, kênh, cuộc thảo luận, giới thiệu ở đây thì các bạn chỉ cần nhấn vào tùy chỉnh kênh là những mục này nó sẽ xuất hiện. Tuy nhiên thì tính năng chính của việc tùy chỉnh kênh không phải là để xuất hiện những thành phần này, mà là tính năng chính của việc tùy chỉnh kênh chính là để sắp xếp video của các bạn, sắp xếp cách hiển thị video hiển thị trên trang chủ kênh của các bạn nhé. Đây, ví dụ đây, kênh Sơn Gym, kênh chính của tôi đây các bạn. Phần đầu tiên đó là tôi để một video về hướng dẫn kiếm tiền trên Momo đây các bạn. Tiếp theo đó là video tải lên. Đây là những video mới nhất được tải lên trên kênh. Rồi bên dưới đó là các video về hướng dẫn kiếm tiền online. Tiếp đến là các video về thủ thuật Facebook. Tiếp theo các video về kiếm tiền trên YouTube. Tiếp theo nữa video về kiếm tiền trên điện thoại. Tiếp nữa là thủ thuật điện thoại. Đó, tôi đã sắp xếp video theo từng loại nội dung trên trang chủ của kênh như thế này. Thực ra đây là sắp xếp theo danh sách phát các bạn nhé. Đó, nó là như vậy. Mục đích của việc tùy chỉnh kênh chính là để sắp xếp các thành phần này. Hoặc là các bạn thêm kênh khác vào đây đây, xem kênh khác đây. Giới thiệu các kênh khác là các bạn cũng phải tùy chỉnh kênh nhé. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn qua cho các bạn nhé. Về phần này, tôi sẽ hướng dẫn nhanh trên máy tính để cho nó tổng quan, cho dễ hiểu nhé. Các bạn làm trên điện thoại cũng hoàn toàn tương tự thôi, bởi vì cũng có các chức năng tương tự rồi. Đó, các bạn chỉ cần nhấn vào tùy chỉnh kênh. Lúc này các bạn có thể tiến hành thiết lập như sau. Nội dung nổi bật có nghĩa là các bạn thêm một video vào đầu như thế này. Đó, các bạn chỉ cần nhấn vào nội dung nổi bật. Rồi các bạn chọn một video mà các bạn muốn chèn. Ví dụ tôi sẽ chọn vào video này chẳng hạn. Rồi lưu lại. Lưu. Đó, video này đã xuất hiện. Hoặc là dành cho khách hàng cũ, có nghĩa là những khách hàng đã vào kênh của bạn. Khách hàng mới là những ai chưa từng vào kênh. Các bạn cũng có thể chọn một video tương tự để thêm vào. Tức là khi khách truy cập mới sẽ thấy video này kiểu như vậy. Thông thường là người ta sẽ để một video giới thiệu tổng quan về kênh lên đây, để cho những khách hàng mới họ vào kênh phát họ có thể xem video này để hiểu tất cả nội dung trên kênh. Đó là như vậy. Tiếp theo, video tải lên thì nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự là những video mới nhất đến cũ nhất. Nó như vậy. Các bạn có thể nhấn vào đây để mà chỉnh sửa. Video tải lên sắp xếp theo chiều ngang hoặc là chiều dọc. Chiều dọc nó sẽ xuất hiện như thế này. Đó, chiều ngang nó sẽ xuất hiện như vậy. Đó, nó là như vậy. Ví dụ tôi sẽ để chiều dọc đi. Video tải lên nó sẽ như vậy. Rồi tiếp đến thêm thành phần. Ví dụ giống như của tôi ở đây là mục kiếm tiền online chẳng hạn, thì cái này là chọn danh sách phát các bạn nhé. Danh sách phát thì các bạn sẽ cần phải tạo trước, chọn những video mà các bạn muốn tạo danh sách phát, sau đó đặt tên cho danh sách phát, rồi các bạn sẽ dễ dàng tiến hành làm ở đây. Tuy nhiên thì kênh này tôi chỉ làm demo cho nên là lại không có danh sách phát ở đây. Tôi sẽ thực hiện trên kênh chính này nhé. Đây, kiếm tiền online đây là loại nội dung là tôi sẽ chọn vào danh sách phát đơn, bố cục là tôi làm theo hàng dọc đây, hoặc là các bạn thích hàng ngang thì chọn vào hàng ngang, nó sẽ hiển thị thế này. Hàng dọc là nó sẽ hiển thị theo chiều dọc như thế này. Còn chọn danh sách phát của tôi, rồi các bạn chọn lấy danh sách phát của các bạn cho vào, nó sẽ hiển thị các video trong danh sách phát. Các bạn nhấn hoàn tất để lưu lại là xong. Các thành phần khác tương tự như vậy, các bạn cứ tiếp tục thêm phần
Nếu như có danh sách phát thì các bạn có thể nhấn vào đây để mà thêm tiếp. Đó, chức năng chính của việc tùy chỉnh kênh chính là như vậy. Các bạn làm trên điện thoại di động cũng hoàn toàn tương tự nha. Đây, nội dung nổi bật rồi thêm video các kiểu đây. Và thêm phần đây, hoàn toàn tương tự như trên máy tính thôi. À còn một cái nữa đó là như thế này. Nhiều bạn lại thắc mắc rằng là của tôi sao ở đây lại có phần cộng đồng ở đây. Còn của bạn chỉ có cuộc thảo luận, nó hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Cuộc thảo luận chỉ có thể bình luận ở đây thôi. Còn đối với tab cộng đồng là hoàn toàn giống như các bạn đang status ở trên Facebook vậy. Có thể là chèn ảnh, chèn video, chèn ảnh để mà đăng giống như thế này đây. Đăng ảnh lên trang cộng đồng trên YouTube của bạn. Thì đối với tab cộng đồng này chỉ được mở cho những kênh có lượt đăng ký từ 10.000 người trở lên các bạn nhé. Từ 10.000 đăng ký trở lên thì mới có cộng đồng nhé. Còn dưới 10.000 đăng ký chỉ là cuộc thảo luận thôi. Do vậy nên là các bạn không thể đăng ảnh lên như thế này được. Đó, nó là như vậy. Vậy thì sau khi đã làm xong, nếu như các bạn muốn quay lại giao diện dành cho điện thoại di động thì sẽ phải làm thế nào? Thì khá là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn hãy thoát YouTube ra, sau đó thực hiện truy cập lại. Và lúc này các bạn sẽ thể hiện ra một dòng là chúng tôi đã chuyển hướng bạn tới trang web dành cho máy tính, quay lại YouTube cho thiết bị di động. Đó, thì các bạn hãy nhấn vào chỗ YouTube dành cho thiết bị di động thì lập tức giao diện sẽ được chuyển sang giao diện dành cho di động. Nếu mà không chuyển thì các bạn lại thoát ra, truy cập lại là được chuyển nhé. Còn trường hợp mà các bạn không thấy dòng thông báo này, nó không hiện ra YouTube dành cho điện thoại di động như thế này. Ví dụ tôi sẽ tắt đi nhé. Ví dụ như thế này không thấy dòng thông báo đó thì cũng khá đơn giản thôi, các bạn chỉ cần xóa lịch sử duyệt web đi là ok. Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn tiếp tục nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở trên này. Rồi các bạn vào lịch sử, xóa dữ liệu duyệt web. Và ở đây, phạm vi thời gian các bạn chọn khoảng thời gian nào mà có thể xóa được, khoảng thời gian mà các bạn chuyển sang dạng giao diện dành cho máy tính nhé. Nếu các bạn vừa làm xong thì có thể chỉ chọn xóa giờ vừa qua mà thôi. Chọn phạm vi thời gian xong, các bạn chọn vào xóa dữ liệu. Rồi nhấn vào xóa nhé. Xong các bạn thoát ra, thực hiện truy cập lại nhé. Đó, như vậy là giao diện đã chuyển sang của dành cho điện thoại di động. Rất là đơn giản như vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.